Từ miền Nam Cali, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của đại gia đình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin hân hạnh chào tái ngộ cùng nhà báo Đỗ Hồng Anh từ vùng Washington. Xin kính chào anh Hoàng Bách và kính chào quý khán giả của Người Việt Channel. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh trở lại hội chuyện cùng quý vị, cùng bàn luận với anh Hoàng Bách về một số chi tiết, một số tin tức nóng bỏng trong tuần qua. Và anh em chúng tôi như thường lệ cũng sẽ gửi đến quý vị những lời bình luận. Dĩ nhiên là có khi đúng khi sai thì quý vị cũng niệm tình bỏ tha thứ cho và xin bổ túc giùm. Cảm ơn quý vị trước. Dạ vâng, trước nhất là chúng tôi cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để theo dõi và cũng mong quý vị thông cảm ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở miền Nam Cali chứ không phải ở Houston. Và chúng tôi cũng kêu gọi là quý khán thính giả mà thương yêu Người Việt Channel. Thì chúng tôi rất là mong được đón tiếp quý vị vào ngày mai trong buổi tiếp tân của luật sư Derek Trần tham gia ứng cử vào cái chức vụ dân biểu ở đơn vị 45 ở miền Nam Cali. Đây là một cái lần đầu tiên có thể nói là ở có cơ hội duy nhất, không phải dám nói là duy nhất, là vì anh Derek Trần nguyên là một luật sư, anh là cựu quân nhân của quân đội Hoa Kỳ và anh là ở thế hệ tị nạn thứ hai, năm nay chỉ hơn 40 tuổi thôi, rất là trẻ, và anh đã tham gia để ra ứng cử chống lại với bà Michelle Steele là một người Nam Hàn. Mà anh Đỗ Hồng Anh biết đó, bà người Nam Hàn này đã làm cái nhiệm kỳ cũng 2 nhiệm kỳ rồi, nhưng mà bà dùng những cái vấn đề để mà tuyên truyền cho người Việt ở hải ngoại của chúng ta. Thứ nhất là vào năm 2016 bà đã tặng bằng băng khen cho ông Hồ Xuân Sơn là đại diện cho tòa lãnh sự tại San Francisco. Và sau đó, đó trong cái dịp mà ông Trump lên làm tổng thống đó, thì ông chồng của bà là cái người gọi là chủ tịch của đảng Cộng hòa tại ở ở Cali. Ông đã mà giới thiệu những nhân vật trong chính phủ của Cộng sản Trung Quốc và đã lobby, ví dụ như họ đã đi đóng góp là khoảng 300 ngàn. Và trong 300 ngàn đó họ đề nghị gì? Họ đề nghị với ông tổng thống đương kim lúc bấy giờ là ông Donald Trump là nên không can thiệp vào Biển Đông. Bởi vì Hoàng Sa, Trường Sa hay tại Biển Đông đó, nó không có lợi gì cho cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là ông lobby. Quý vị trước đây quý vị nói là ô, bà Michelle này là người chống cộng. Gần đây bà Michelle lợi dụng cái vấn đề chống cộng. Bà đã đưa hình bà và bà để hình có lá cờ của Việt Nam Cộng hòa cũ đó ha. Và bà tuyên truyền là đã đảo Cộng sản. Cái điều này nó cho thấy là bà Michelle Steele là cái người dùng cái chiến thuật gọi là lợi dụng cái chiến thuật người Việt chống cộng cho nên bà tuyên truyền, nhưng mà trên thực tế đó, thì bà là đi với Trung Cộng, thưa quý vị. Cho nên cái điều này đó chúng ta thấy đây là cái cơ hội duy nhất một người trẻ đã sẽ tham gia vào dòng chính và có cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, cho thấy là chúng ta gửi được một người đó. Sang năm thì chúng ta đánh dấu là 50 năm là miền Nam sụp đổ nữa. Nếu mà chúng ta tạo được cái cơ hội này thì đây là một tin vui cho cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Xin anh nói rõ luôn là ông luật sư đó là ông đã ứng cử chức vụ là dân biểu của liên bang hay là tiểu bang California? Dạ vâng, đây là cái chức vụ liên bang. Thưa anh và thưa quý thính giả, chúng ta biết là bà Kamala Harris, nếu quý vị bỏ phiếu đó, thì nếu mà thắng cử đó, thì chỉ là hành pháp thôi. Mà nếu không có thắng luôn ở bên dân biểu đó, bên 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 lập pháp đó, thì ông bà Kamala Harris chỉ là con vịt què thôi. Vì vậy, do đó mà cái cuộc bỏ phiếu này nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà muốn làm được những chính sách đạt được ở nguyên, được tốt đó, là chúng ta phải vừa có hành pháp, vừa có lập pháp thượng viện và hạ viện. Cho nên cái cuộc bầu cử anh Derek Trần ứng cử đơn vị 45 vào dân biểu liên bang của Hoa Kỳ, cho nên một đơn vị rất là tốt. Mà cái cộng đồng người Việt ở đây đó, ở trong cái đơn vị 45 là chiếm vào khoảng người Việt đó vào khoảng 37%, cho nên nó rất là quan trọng khi cái lá phiếu của người Việt của chúng ta. Nhiều người nói là ô, đây là anh Derek Trần là đảng Dân Chủ,
chúng ta đi thưa quý này, dân chủ và cộng hòa đây là cái đơn gần như là cái cộng đồng người Việt, cái vinh dự của tập thể của chúng ta, cho nên chúng ta bỏ phiếu để có người Việt. Còn đảng phái đó là cái chuyện chính trị, cho nên chúng ta phải biết là cái quyền lợi của người Việt. Nếu mà chúng ta muốn đấu tranh cái gì mà chúng ta không có người trong chính quyền thì rất là khó khăn, phải không thưa anh? Bây giờ trở lại về những cái vấn đề trên thế giới. Hai cái vấn đề là ngày hôm qua là có cuộc họp thượng đỉnh các nước ở Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, họp tại Lào. Thì thường ra đó là các vị tổng thống của Hoa Kỳ có đi tham dự. Nhưng mà năm nay nó đặc biệt đó là tổng thống Joe Biden không thể đi tham dự được. Lẽ ra là ông đi tham dự ở bên Âu Châu, ở ở Đức. Và sau khi họp xong thì ông đi Angola. Nhưng mà vì cơn bão Milton đó, cho nên làm cho ông cũng ngưng lại cái chuyện đi, lo để mà chống bão, quan tâm tới nạn nhân mà của thiên tai ở Florida, cho nên ông đã ngưng. Và cái cuộc họp khối ASEAN đó ngày hôm nay thì chúng ta biết là đại diện cho Hoa Kỳ là Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken có mặt ở bên Lào. Thì thường thường đó, người các nước Đông Nam Á họ đánh giá đó là nếu không có tổng thống Mỹ đó thì họ lơ là. Trước đây thì ông Trump cũng không đi tham dự, họ cũng không quan tâm, nhưng mà chúng ta biết là Đông Nam Á đang được Mỹ cũng như là Trung Cộng ở Trung Cộng tìm cách lôi cuốn, cho nên cái sự hiện diện của tổng thống đó nó nói lên cái niềm tin hay là sắc với đồng minh thì họ tin tưởng hơn. Và trở lại thì Trung Cộng mặc dù ông Tập Cận Bình không có tham dự, nhưng mà đó là cái hội nghị mà chúng tôi thấy là cũng khá quan trọng. Trở về ở Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ có gì đặc biệt, cũng có những cái chuyện mà quan tâm. Chuyện quan tâm thứ nhất là chúng ta thấy là như chúng tôi đưa tin trước đây là Tổng thống Obama trước cái vấn đề mà gọi là hai bên tranh cử giữa đảng Dân Chủ là bà Harris cũng như ông Donald Trump, cái tỷ lệ tuy là bà Kamala Harris dẫn trước 1, 2 điểm hoặc là 3 điểm nhưng mà cũng chưa chắc, cho nên vì vậy bên đảng Dân Chủ họ quan tâm và họ lo ngại là phải vượt qua một cái điểm xa, cho nên chỉ còn 25 hơn 25 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Do đó ngày hôm qua là tổng thống Obama đã xuất hiện đi vận động tranh cử. Ông trước đây ông có nói là ông sẽ vận động tranh cử các tiểu bang chiến trường để hỗ trợ cho bà Kamala Harris. Và ngày hôm qua thì ông xuất hiện ở Pittsburgh là một cái nơi mà gọi là đây cái tiểu bang gọi là chiến trường. Tiểu bang này nó quan trọng là vì có 19 phiếu đại cử tri đoàn. Nếu mà nói bãi tiểu bang đó là có tất cả là 94 phiếu đại cử tri đoàn. Nhưng mà ai mà chiếm được quá phân nửa của số 94 này đó thì người đó có thể là trở thành cầm cái chìa khóa đi vào tòa Bạch Ốc. Bây giờ thì chúng ta biết là ông Donald Trump cũng đi tới Pittsburgh, ông đi tới North Carolina và những cái tiểu bang chiến trường đó ít nhất là nhiều lần, thưa anh, không 5, 7 lần bà Kamala Harris đã tới những nơi này có thể 9 lần. Đây là một cái tiểu bang chiến địa, đó là cái tin mà nhiều người quan tâm. Và ngày hôm qua thì ông Obama cũng thu hút được sự chú ý rất là nhiều, bởi vì đối với cựu tổng thống Obama là một người được khán thính giả và dân chúng Mỹ cũng còn ngưỡng mộ. Ông được xếp loại trong các vị tổng thống là đứng thứ 7 trên 45 vị tổng thống đó, thưa anh. Bây giờ thì anh Hồng Anh có tin tức gì mới, xin mời anh. Thưa quý khán thính giả, thì tiếp theo Hoàng Bách thì chúng tôi xin được lượt qua một số tin liên quan tới quốc tế. Thì liên quan tới quốc tế thì thưa quý vị, cái tin đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận là Hoa Kỳ đã oanh tạc một số thành phố ở Yemen nhắm vào 15 mục tiêu chính của nhóm khủng bố Houthi do Iran yểm trợ, gồm hệ thống vũ khí, căn cứ và những công cụ thuộc nhóm Houthi. Và cũng có tin cho biết là Anh Quốc cũng có tham gia cái cuộc không kích này, nhưng Bộ Quốc phòng Anh Quốc phủ nhận. Mặt khác thì quý vị cũng biết là Do Thái luôn luôn không có chịu ngưng chiến, tại vì trước đó là có nhiều cái nhóm Hamas rồi liên kết với Iran này nọ cũng đã tấn công Do Thái, cho nên Do Thái quyết định tấn công các căn cứ bí mật về hạt nhân của Iran trong tuần qua. Về Đông Nam Á thì thưa quý vị, Phi Luật Tân đã có cáo Trung Cộng tấn công các ngư dân Việt Nam trên vùng tranh chấp của Biển Đông hôm thứ Sáu tuần rồi. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam cho biết là 10 ngư dân Việt Nam đã bị cái nhóm gọi là thi hành luật pháp của Trung Cộng đánh đập
và tịch thu dụng cụ của họ trong lúc họ đang đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa. Về Hoa Kỳ thì thưa quý vị, ái nữ của ông Rudy Giuliani là cựu thị trưởng New York và là người mới bị tước bằng luật sư, thì tức là bà Caroline Giuliani tuyên bố bà ủng hộ bà Harris bất chấp việc cha của bà ủng hộ ông Trump. Và nói về thiên tai thì thưa quý vị, trận bão Milton vừa qua đó, đã trước đó thì có những cơn lốc xảy ra trước khi có trận bão này đổ bộ vào vùng Tampa của Florida, và cho tới nay thì về thiệt mạng thì có ít nhất là 9 người, à 8 người xin lỗi. Và 2 tuần lễ trước đó, như quý vị cũng đã biết, là trận bão Helene và trận bão đã xảy ra tại 6 tiểu bang của Hoa Kỳ đã gây tử vong cho hơn 200 người và làm mất điện cho hơn 3 triệu khách hàng khác. Và xin trở lại với anh Hoàng Bách. Dạ vâng, bây giờ cái tin mà có thể là người ta nói là bom tấn hay là người ta chú ý rất là nhiều à, trong cái quyển sách mà ông Bob Woodward, ông này là một cái ký giả mà anh nhớ vào năm thập niên năm 70 đó, là ông cùng với một ký giả khác đã khám phá ra cái vụ mà Watergate của ông Nixon. Và khi cái sự kiện đó xảy ra chỉ trước cái ngày bầu cử đó, tổng thống chỉ có 2 3 tuần thôi mà cuối cùng ông Nixon phải từ chức, là vụ Watergate, tức là vụ mà nghe lén Đảng Cộng hòa đặt máy nghe lén ở của đại hội của Đảng Dân chủ. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề, thì ông Woodward vào ngày 15 tháng 10 này ông sẽ ra mắt cuốn sách. Thì mặc dù là cái sách chưa ra nhưng mà cái bản mà gọi là phụ bản, những cái nốt mà chính đó, thì CNN hay là một số cơ quan truyền thông đã có, và họ tiết lộ là vào năm 2020 ông Donald Trump đã bí mật gửi những cái thiết bị mà gọi là xét nghiệm về COVID-19 cho ông Vladimir Putin nha. Sau đó đó là mà Vladimir Putin, và sau khi ông rời tòa Bạch Ốc, ông về Mar-a-Lago đó, thì ông gọi ít nhất là cũng 7 lần với Vladimir Putin. Thì bây giờ khi cái tin đó đưa ra cũng gây ra cái chấn động, và báo chí đi tìm để mà phỏng vấn, thì họ phỏng vấn cái người mà gọi là phát ngôn viên của Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump, thì ông nói đây là cái tin xạo, tin không có sự thật. Nhưng mà sau đó người ta phối kiểm thì phát ngôn viên của mật tư khoa họ đã xác nhận cái tin này là đúng sự thật, nhưng mà họ nói cho rằng là và trong khi đó Nga cũng trao đổi một số những cái thiết bị cần thiết để giúp về y tế, cho nên trong cái nguyên tắc chung ở trên thế giới đó là ai mà trong cái đại dịch của thế giới đó mà có thể có những cái phát minh sớm có thể trao đổi với nhau thì họ cho đó là sự bình thường. Nhưng mà trong cuốn sách của ông Bob Woodward đó, khi mà ông gửi cho ông Vladimir Putin đó, thì ông Putin có nói chuyện với ông là ông nhớ là không có tiết lộ cho ai về vụ này nha. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông cho biết là cái vụ này ông đừng có thành vấn đề, không sao, không khe à, vấn đề. Nhưng mà ông Putin ông có nói như thế này, ông nói không, tôi quan tâm tới cho ông, bởi vì hiện tại cái đại dịch đang xảy ra ở Mỹ và người ta sẽ phẫn nộ khi các thiết bị không có mà ông lại gửi cho tôi, cho nên tôi quan tâm hơn cho ông chứ không phải là quan tâm cho tôi. Thì bây giờ cái sự kiện đó trong những ngày vừa qua đó, thì người ta nói chung thì cái thiết bị đó là có rồi đó, có dẫn chứng, người ta có chứng kiến người ta như thế nào nó cụ thể. Nhưng mà cái điện thoại mà để gọi ông Trump gọi cho ông Vladimir Putin đó 7 lần đó thì không ai biết cái nội dung. Mà đây là những cái phụ tá của ông Trump kể lại cho ông Bob Woodward. À, anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? À, thưa anh, thì cái chuyện mà ông Donald Trump ông liên lạc với những nhà lãnh tụ của khối cộng sản là chúng ta đã biết rất nhiều trong thời gian vừa qua. Từ ông Tập Cận Bình, Putin thì đã khỏi nói rồi, chúng ta đã mới có tin đó, tin mới nhất. Và Tập Cận Bình rồi tới Kim Jong Un này nọ, tất cả những lãnh tụ của cộng sản ở khắp nơi trên thế giới thì ông Donald Trump cũng đã liên lạc rồi. Và bằng cớ là ông có hứa hẹn với ông Zelensky là ông có thể tái tạo hòa bình cho nước này trong vòng sau khi ông lên nắm nắm quyền, là đại khái là đắc cử tổng thống nước Mỹ, thì ông có thể giải quyết trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà không nói bằng cách nào. Thì chúng ta cũng thấy, cũng có thể đoán ra được là do những cái mối quan hệ có sẵn của ông với lại Nga
tức là ông Putin, quan Putin, thì cái ông có thể giải quyết được. Nhưng mà cái chuyện giải quyết như thế nào không biết, nhưng mà người ta đồn ra là ông sẽ đòi hỏi Zelensky, ông tổng thống Zelensky phải nhượng đất cho Nga, vân vân. Thì chuyện đó là khó có thể nào chấp nhận được đối với nước nước Ukraine, cho nên là cái chuyện ông hứa hẹn chưa chắc gì thực hiện được. Và chẳng những thế thì quý vị thấy người ta cứ nghĩ rằng ông này chống cộng, thực sự ông có chống cộng đâu, ông có liên lạc. Và như là quý vị cũng biết là ông gần đây đó, một cái tin quan trọng nữa cho những Dạ vâng, người. anh xin lỗi anh Đông, mà anh đó mình chú trọng một cái điểm này trước khi mình sang qua tin khác. Thưa anh, khi mà ông rời khỏi tòa Bạch Ốc mà ông gọi điện thoại cũng như ông gửi những cái bí mật, những cái thiết bị mà gọi là xét nghiệm về Covid đó, nó cho thấy là giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin có cái sự thân tình, chứ không phải là người bạn, hay là giữa ông là lãnh đạo quốc gia này với lãnh đạo quốc gia khác, mà đó là một sự thân tình. Anh đánh giá như thế nào về cái sự thân tình này mà nhiều lần ông Donald Trump cho biết là nếu tôi lên tôi sẽ giải quyết trong vòng 24 tiếng đồng hồ cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine, bởi vì tôi quen với ông Vladimir Putin cũng như là với ông Zelensky, thưa anh. Như thưa anh, chúng tôi như chúng tôi đã nói lúc trình bày lúc vừa qua đó, vừa nói lúc nãy đó, tức là giờ cái lợi dụng cái sự thân tình đó mà ông Donald Trump tuyên bố là ông có thể giải quyết vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine trong vòng thời gian ngắn, như anh nói là 24 tiếng. Thực ra như chúng tôi thưa đó là cái chuyện thân tình giữa hai ông đó, nhưng mà đối với ông Zelensky, khi nào mà chấp nhận cái giải pháp hòa bình mà không có thiệt hại gì cho đất nước Ukraine, cho dân tộc ông, thì muốn chấp nhận thôi. Còn nếu trước đó thì chúng ta đã nghe thông phong thanh rằng là ông Donald Trump có thể bàn thảo với lại ông Putin để giải quyết chiến tranh tại Ukraine là bằng cách bắt Ukraine phải nhường đất cho Nga, thì chuyện đó thưa quý vị khó có ai mà chấp nhận được chuyện đó. Cho nên là chắc chắn giải pháp ông đưa ra cho hòa bình theo cái kiểu chiều hướng đó là khó có thể nào mà đạt được. Thì theo tôi nghĩ là như vậy, và cũng rất nhiều người báo chí họ cũng phân tích như vậy, thưa anh. À, vâng, thêm một cái điểm nữa là mới đây bà Kamala Harris đã lên đài CBS trong cái chương trình 60 phút, khi mà người dẫn chương trình hỏi bà Harris đó, là nếu bà trở thành tổng thống đó, bà có đối thoại với ông Putin hay không để giải quyết vấn đề hòa bình ở Ukraine, thì bà có cho biết đó, là không, tôi sẽ không nói chuyện với ông Putin ngoại trừ khi nào có sự tham gia của Ukraine, tức là ông Zelensky, trong cái cuộc thảo luận để đưa tới hòa bình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mà câu hỏi đó, nếu bà có hỗ trợ để ông quốc gia Ukraine trở thành là ở tham gia vào NATO hay không, thì bà có trả lời là hiện tại chúng tôi hỗ trợ hết mình cho Ukraine để chống lại, để họ tự vệ chống lại cuộc xâm lăng. Còn vấn đề NATO đó thì đây không phải là lúc để chúng tôi bàn về vấn đề này. Đó là bà đi tác về vấn đề đó. Nhưng mà mình muốn nêu lên cái điểm đó, chưa có ai. Bởi vì Nga là ai? Nga là kẻ thù của Mỹ. Nga với Trung Cộng. Mà anh chưa thấy là trong suốt cái nhiệm kỳ ông Trump cũng như sau này không bao giờ ông dùng những cái lời lẽ mà có tính cách coi thường Putin, Tập Cận Bình hay Kim Jong-un. Anh nhớ không? Nhưng mà trong khi đó thì ông coi thường những người như là Thủ tướng Trudeau của Canada hay là bà Merkel của Đức. Ngoại trừ là ông không bao giờ xúc phạm tới ông Putin. Thì cái điều ông còn cho ông Putin là thiên tài nữa. Đây là những cái vấn đề để dấu ấn mà quý khán giả chúng ta nhớ là tại sao chúng ta chống Nga hay là gắt Nga, gắt Trung Quốc, mà ông Donald Trump thì là khăng Trung Quốc, khăng Tập Cận Bình, rồi khăng Nga, khăng Putin. Đây là cái chuyện lạ phải không thưa anh? Dạ vâng, thì thưa anh thì chắc có lẽ anh cũng nắm được cái tình hình mà ông Putin đã gửi những cái bản in về cuốn Thánh Kinh qua Trung Cộng để mà kiếm lời, để kinh doanh trên cái đó. Thì với tôi là một người Công giáo, tôi thấy cái chuyện đó là tôi rất bất bình, tại vì Kinh Thánh là không phải là cái chỗ, là cái vật để mà chúng ta mua bán được. Mặc dù ông là một nhà kinh doanh, nhưng mà ông nói ông chống Trung Cộng, nhưng ông lại gửi những bản thảo Kinh Thánh qua đó để in và bán đi kiếm lời. Thì xin anh, nếu anh biết rõ về chi tiết đó, xin anh nói rõ hơn chút xíu. Cảm ơn anh. Có hai cái sự kiện mà người Việt ủng hộ ông Trump cần phải biết, đặc biệt là người Việt. Thứ nhất là cái dự án ông Trump sẽ xây một cái sân golf ở Hưng Yên
mà ông bỏ tiền ra để xây cái sân golf và một cái khách sạn ở đây vào 1,5 tỷ đô la. Quý vị biết là ai cũng nói là ông Trump là người chống Trung Cộng, chống Trung Cộng rồi chống cả nhà cầm quyền cộng sản, nhưng mà anh nhớ đó, năm 2017 ông đi qua ở Hà Nội thì chính ông là cầm cái lá cờ của cộng sản giơ lên giơ xuống phát, chưa có vị tổng thống nào của Hoa Kỳ mà cầm cờ của một quốc gia khác mà phát cờ giống như Donald Trump. Đó là dẫn chứng được bây giờ là nói là chống cộng mà ông lại là đi người làm ăn đạt cái quyền lợi của ông, bây giờ đang ra ứng cử mà ông đạt ra để mà thành lập ký hợp đồng. Chúng tôi lát nữa chúng tôi sẽ đưa cái hình ảnh mà ký hợp đồng. Đó là điều thứ nhất. Anh có nhắc lại là gần đây báo chí có đề cập, mà đây là cũng là một cái tin động trời nữa. Động trời ở chỗ nào? Ông Trump đã từng khi ông làm cái nhiệm kỳ 4 năm thôi, rồi sau ông hết nhiệm kỳ thì ông bấm dài, ông bấm thánh kinh, ông bấm cái ly, rồi ông bấm nước hoa. Ông bán nhiều thứ lắm, cái gì ông cũng bán. Và thì bây giờ đó ông là bán luôn cả thánh kinh, mà thánh kinh này in ở đâu anh biết không? In ở Hằng Châu ở Trung Quốc, với cái giá thành của cái cuốn thánh kinh đó người ta tính ra là 2 đồng 89 một cuốn thánh kinh, mà ông Trump rao bán trên các cái diễn đàn đó, trên mạng xã hội đó, thì ông bán 59 đồng 99 sen, tức là ông lời ít nhất là mình cho chẵn đi 60 đồng, là ông rao bán 59 đồng 99 cho 60 đồng, và cái thánh kinh in đó là 2 đồng mấy, cho nó 3 đồng cho chẵn. Thì anh tính anh làm bài toán nhân đó là 60 đồng trừ 3 đồng tức là còn lại 57 đồng tiền lời. Mà nếu người ta cho rằng tiền lời 57 đồng đó mà chia cho ra đó, thì chúng ta thấy là ông Trump ông lời 2.000% tiền lời. Và báo chí có đề cập tới là ông in cái số sách số thánh kinh này đó hình như là 185.000 cuốn, nếu ông bán tất cả đó là ông đạt được là kết quả là 7 triệu đô la. Thì đây là lần đầu tiên một người gọi là anh là người công giáo, anh biết không có ông cha nhà thờ nào mà đi bán thánh kinh mà phải tặng thánh kinh cho con chiên để rao giảng cái tin của Chúa. Không bao giờ dùng thánh kinh, mà ông Trump không phải là một người ngược một vị linh mục, mà ông là cựu tổng thống mà ông rao giảng bán thánh kinh, thì bây giờ người ta nói là ông Trump là người đặt cái quyền lợi cá nhân của ông lên trên hơn là cái quyền lợi của tập thể, quyền lợi của quốc gia. Mới đây thì ông lập công ty gọi là bán luôn đồng hồ nữa. Cái đồng hồ của ông có 2 loại đồng hồ, một loại đồng hồ là có 122 hạt kim cương thì ông bán với giá 100.000 đô la, và một loại đồng hồ thứ hai đó có một loại là 499 đồng và một loại 799 đồng. Thì người ta nói là loại đồng hồ này cũng made in the China nữa đó thưa anh. Thì anh thấy anh nhận định ra sao về những vấn đề này, đặc biệt là đối với những người mà cho rằng ông Trump là người chống Trung Cộng. Tôi ủng hộ ông Trump là vì ông Trump là người mạnh bạo, nhưng mà không ngờ chỉ ngôn bất năng hành nó mà không có thi hành đó thưa anh. Thưa anh Hoàng Bách và thưa quý khán thính giả, thì như chúng tôi cũng đã thưa lúc nãy là xưa nay chúng ta đã biết là ông Trump có mối giao dịch hoặc là có cái mối giao hảo với lại nước Nga qua ông Putin và Trung Cộng qua ông Tập Cận Bình cũng như Bắc Hàn qua ông Kim Jong-un. Thì thưa quý vị, chúng ta đã thấy rõ trong quá khứ rồi, và bây giờ thì cụ thể hơn nữa là ông lại đem cái bản thảo thánh kinh qua bên Trung Cộng để mà in xong đem về bán kiếm lời. Thì dĩ nhiên thưa quý vị, ông ta là một nhà kinh doanh, xuất thân là một nhà kinh doanh, thì đương nhiên cái chuyện mua bán là bình thường, nhưng mà mua bán kinh thánh là cái điều không nên. Tại vì ngay cả ở Mỹ này quý vị cũng thấy, không nói riêng gì công giáo mà cả bên Tin Lành, những cái người mà đem truyền đạo đó họ tới từng nhà gõ cửa, và nếu quý vị cần thì họ cũng sẽ tặng cái tin kinh thánh cho quý vị chứ không có bán buôn gì cả. Thì cái chuyện bán buôn mà như vậy, ngoài ra in là in tại Trung Cộng nữa đó, cũng như lúc nãy anh Hoàng Bách có nhắc tới một cái chuyện là ông Trump đã sắp sửa xây một cái sân golf và một cái khách sạn tại tỉnh Thượng Yên, và cái nơi đó quý vị cũng biết là nơi là quê hương của ông Tô Lâm. Tô Lâm bây giờ là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và là chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị thấy như vậy là rõ ràng là có chuyện làm ăn với Việt Cộng lẫn Trung Cộng, tức là những nước cộng sản, mà trong khi đó thì trước đây
Nhiều người cứ nghĩ là ông này ông chống Trung Cộng, ông chống Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi là những người Việt tị nạn Cộng sản, không chấp nhận cái chuyện làm ăn buôn bán với Cộng sản như vậy. Cho nên quý vị nào có ủng hộ ông Trump thì cái đó quyền của quý vị. Nhưng quý vị cũng nên xét lại xem một người mà quý vị xem là thần tượng, là người thần tượng chống Cộng như vậy, mà bây giờ ông ta làm ăn với Trung Cộng, làm ăn với Việt Cộng, nhất là làm ăn với Trung Cộng mà lại buôn cái thánh kinh nữa, là cái chuyện hết sức là không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị. Và trở lại vòng học. Dạ vâng, mới đây thì Tổng thống như chúng tôi thưa ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã đi vận động tranh cử cho bà Kamala Harris. Anh biết là có cái số liệu đó, bà cho rằng là bà Harris dẫn trước ông Trump. Nhưng mà bên đảng Dân Chủ họ vẫn chưa yên tâm. Bởi vì họ cho rằng là khác với các cuộc bầu cử trước đây. Cuộc bầu cử này họ cho rằng là cuộc bầu cử lịch sử của nước Mỹ. Tại sao nó lịch sử? Bởi vì một người mà muốn phá hoại cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Phá hoại bằng cách nào? Ông phá hoại đó là ông nói là đây, ông tuyên nhiều lần ông tuyên bố rồi, ông nói đây là cuộc bầu cử sau cùng và sau đó không có bầu cử nữa. Thì ông chỉ có độc tài mới làm cái chuyện này thôi. Bây giờ thì ông tuyên bố như vậy, cho nên ngày hôm qua Tổng thống Obama khi phát biểu ở Pittsburgh, đó là tiểu bang Pennsylvania, đây là tiểu bang chiến địa đó, thì ông có nói là chúng tôi biết là quý vị mong mỏi là nước Mỹ cần phải thay đổi. Chúng tôi biết quý vị cần phải làm thế nào để nước Mỹ cái nền kinh tế tốt hơn, làm có đoàn kết hơn. Nhưng mà chúng tôi không hiểu nổi tại sao quý vị là tin vào một người như Donald Trump, chỉ biết cái quyền lợi cá nhân của mình lên trên quyền lợi của tập thể. Bằng cớ là khi xúc phạm, ông chỉ tin, ông biết ông thôi. Ví dụ như trong những ngày vừa qua đó, thì cái cơn bão Helen cũng như cơn bão Milton đó, thì ông đã lợi dụng thiên tai để ông đeo lên những cái vấn đề ông chống đối bà Harris hay là chống đối ông Joe Biden. Ông cho rằng là ông Joe Biden đã đem với số kỹ bà là Harris là dùng có số tiền FEMA để nuôi những người di dân, lập những trung tâm nuôi di dân, rồi bây giờ hết tiền rồi, không có tiền nữa, cho nên đi cứu trợ các nạn nhân thiên tai đó cho đâu có 750 đô la thôi. Nhưng mà bên bà Harris đã và Tổng thống Joe Biden xác nhận rất rõ, đây là đợt cứu trợ khẩn cấp đầu tiên, và sau đó đồ họa những cái chi tiết để mà có thể giúp đỡ nhiều thứ lắm, chứ không phải dừng lại ở đây. Nhưng mà ông Trump đã xuyên tạc bôi bẩn bà Harris rồi. Thứ nhất là anh biết là trong những ngày vừa qua cái sự thăm dò cũng như là ông Trump ông nói gọi là nó bậy bạ đó, nó không có chính xác, ông tuyên bố những cái điều mà chưa có hề ai ai có nghĩ là nghĩ nghĩ là nó đúng. Ví dụ như thịt chó thịt mèo của người Haiti mà ăn ở Ohio đó, những cái tin đó người ta phô kiểm báo chí không có, mà ông Trump ông không có quan tâm. Ông muốn là ông nói, ông cái bà Harris đó, ví dụ như ông tuyên bố như thế này, ông tuyên bố ông kêu quốc hội cần phải áp dụng cái tu chính án 25 để mà trút thuế ông Joe Biden, cũng như sau đó là gọi là ông gọi là trút thuế hai lần kép đó, tức là kể bà Harris nữa. Nhưng mà người dẫn chương trình hỏi ông đó là vậy thì ai là người thay thế khi mà ông Joe Biden xuống chức rồi bà Harris nữa thì còn ai? Ông không biết nha anh. Ông không biết là cái nhân vật thứ ba, cái quyền lực đó mà đi khi mà lỡ tổng thống mà có bệnh hoạn hay là không đủ năng lực đó, thì cái người là phó tổng thống rồi phó tổng thống không đủ năng lực thì tới chủ tịch quốc hội, ông không biết, ông bí, ông làm lãnh đạo của một nước Mỹ mà ông không biết cái cơ chế vận hành nó như thế nào. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng mà trở lại cái vấn đề này này, quốc hội không có quyền áp dụng cái tu chính án 25. Cái tu chính án 25 đó chỉ dành cho khi nào trong cái nội các của chính phủ đó mà họ xét thấy người tổng thống đó không có đủ sức khỏe, không có đủ năng lực và không đủ trí tuệ để lãnh đạo đất nước, thì 2/3 cái phiên họp để quyết đưa tới quyết định là 2/3 cái nội các đó họp lại, họ nói ồ tổng thống bây giờ không có đủ năng lực, cần phải thay thế một người khác, thì bây giờ họ mới trút thuế thì 2/3. Còn đằng này quốc hội không có cái thẩm quyền can dự vào bên hành pháp, vậy mà ông nói ề cập tới quốc hội. Anh nhận định ra sao về ông Donald Trump thưa anh? Thưa anh, thật ra thì ông Donald Trump á, lúc này phải nói là ông ở cái tình trạng gọi là hoảng loạn, vì các cuộc thăm dò ở khắp nơi đó, phải nói là từ từ cấp gọi là quốc gia
cho tới như cấp tiểu bang, thì ông phần lớn là ông đều hoặc là ngang ngửa hoặc là thấp hơn bà Harris, cho nên tinh thần ông bị hoảng loạn. Và từ cái hoảng loạn đó, ông tuyên bố nhiều câu mình phải nói là xuyên tạc. Thí dụ như là theo CNN á, thưa quý vị, trong hai cuộc nói chuyện tại Pennsylvania, một là tại Scranton và một tại Reading, thì ông Trump, CNN cho biết là ông Trump đã nói dối, đã xuyên tạc ít nhất là 40 lần. Thì quá nhiều, thưa quý vị. Như anh Hoàng Bách có nói lúc nãy đó, thì đối với cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang, viết tắt là FEMA đó, thưa quý vị, thì ông Trump nói là cơ quan này không có ngân quỹ và chỉ cấp tiền cho di dân bất hợp pháp. Thực tế thì ra sao, thưa quý vị? Cơ quan FEMA này có ngân quỹ để đáp ứng tức thời đối với hai cơn bão Helene và Milton, và ngân quỹ còn 11 tỷ Mỹ Kim vào ngày thứ tư vừa qua. Ngoài ra, cơ quan này không hề giúp tiền cho những người không có giấy tờ. Đó là thực tế. Rồi ông Trump còn nói là cơ quan FEMA không có nhân viên làm việc. Thực tế, thưa quý vị, cơ quan này hiện có hơn 20.000 nhân viên đang làm việc tích cực. Về đối với bà Harris, thì ông Trump cho rằng dân chúng đang cần giúp đỡ sau trận bão Helene ở North Carolina, mà bà Harris không hề gửi tiền bạc hay nhân viên đến giúp đỡ họ. Thì điều này nó hoàn toàn sai, thưa quý vị. Thực tế là tiểu bang này đã không bị bỏ quên bởi bà Harris hay là chính phủ của ông Biden. Và thống đốc Roy Cooper của North Carolina đã liên tục gửi lời tri ân đến tổng thống Biden về sự giúp đỡ của ông dành cho người dân trong tiểu bang ông. Rồi mặt khác, ông Trump còn nói là đối thủ của ông là người gian lận bầu cử, nhưng thưa quý vị, hoàn toàn không có căn cứ nào hết. Và ông cũng nói sai rằng là khi bà Harris ra tranh cử tổng thống hồi năm 2020 đó, thì bà này đã bỏ cuộc giống như 22 người khác trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Thì thưa quý vị, thực tế chỉ có 13 ứng cử viên Dân Chủ bỏ cuộc trong kỳ bầu cử sơ bộ trước khi bà Harris rút lui hồi tháng 12 năm 2019. Ông Trump còn nói sai khi cho rằng bà Harris không có cuộc phỏng vấn nào với báo chí. Thì thực tế, thưa quý vị cũng biết là bà Harris đã có nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí. Mới nhất là cuộc phỏng vấn với CBS News trong chương trình 60 phút. Và về tối cao pháp viện thì thưa quý vị, ông Trump lại cũng nói sai nữa. Ông cho rằng liên danh Harris Walsh đề nghị tăng số thẩm phán lên tới 25 người trong tối cao pháp viện. Thì điều này hoàn toàn vô căn cứ, thưa quý vị. Chưa hết đâu quý vị. Về vụ xe điện thì ông lại còn nói rằng là chính phủ Biden bắt buộc mọi người dân phải dùng xe điện. Thực tế thì chính phủ Biden không đòi hỏi dân chúng phải mua xe điện và bỏ xe xăng. Thì cái đó là quá đáng, quý vị, mà ông vẫn nói được. Ngoài ra, ông Trump còn cho rằng những người dân bị ảnh hưởng bão chỉ nhận được 750 Mỹ Kim cứu trợ. Mà thực tế thì, thưa quý vị, Tổng thống Biden đã lên tiếng giải thích rằng số tiền 750 Mỹ Kim đó là tiền cứu trợ tức thời khẩn cấp. Sau đó, người bị nạn bão có thể xin giúp đỡ thêm nữa. Và ông Biden gọi lời tuyên bố đó của ông Donald Trump là dối trá và sai lầm. Ngoài ra, thì quý vị cũng biết, ông Donald Trump đã tấn công đài CBS cho rằng cái đài này nên bị thu hồi giấy phép hoạt động sau khi họ thực hiện cuộc phỏng vấn với bà Harris trên chương trình 60 phút vừa qua. Thì ông Trump nói rằng đài này đã thay câu trả lời của bà Harris để làm cho bà này có vẻ nói chuyện hay hơn. Nhưng hôm qua thì thưa quý vị, nữ chủ tịch của cái ủy ban truyền thông liên bang, tức là cơ quan FCC, tức là bà Jessica Rosenworcel, đã phản đối ông Trump khi cho rằng sự đe dọa đó của ông là đe dọa đối với nền tự do ngôn luận. Và FCC sẽ không thu hồi giấy phép của đài truyền thông chỉ vì một ứng cử viên chính trị bất đồng với cái đài này hay là không thích nội dung được ghi nhận của đài đó. Và thưa quý vị, thì thật ra ông Trump còn tuyên bố nhiều cái sai lầm lắm, nhất là về chính sách ngoại giao của chính phủ Biden. Nhưng vì thời gian có hạn là chúng tôi không thể nêu lên đầy đủ được. Thưa quý vị, xin trở lại bên Hoàng Bách. Vâng, anh nói về ông Donald Trump chỉ trích CBS và ông yêu cầu là FCC đó cần phải thu hồi lại cái giấy phép của CBS. Ông viện dẫn cái lý do đó là bà trong cái chương trình phỏng vấn 60 phút đó là đài CBS đã chỉnh sửa lại cho nó hoàn hảo để cho tiếng nói của bà Kamala Harris được ngon lành. Ông cho đây là vi phạm cần phải truy tố. Mà cái cách ông Trump trong những ngày vừa qua đó dường như là ông nói ra ông không cần cái dữ kiện anh,
Tới cái lúc đó, mà anh dùng cái hoảng loạn cũng là rất là đúng, bởi vì ông tuyên bố những cái điều mà hỏi anh có ai mà ra ứng cử tổng thống mà chê cái người đối thủ của mình, chê trên chính sách, chê trên nguyên tắc thì được, còn chê cái người đó là không có trí tuệ, cái não nó ngắn, cái IQ không có, mà anh dùng những cái lời lẽ giống như con nít đó. Thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi là tại sao tới anh dùng cái hoảng loạn mà để cho đến nỗi là ông muốn tuyên bố gì tuyên bố, gần như là ông không có quan tâm. Và anh thấy đó, ngay trong ủy ban vận động tranh cử cũng như là những cái người lãnh đạo của đảng Cộng hòa đó, như ông Lindsey Graham thượng nghị sĩ đó, đề nghị ông là đi vào trọng tâm của vấn đề và nói về chính sách bầu cử, nhưng mà hầu như là ông không nói, ông chỉ tuyên truyền là làm sao chống bà Harris, và ông nói là bà Harris cần phải được truy tố. Mà truy tố cái gì? Khi anh nói truy tố là anh phải có lý do, ví dụ như là cái lý do bà sai lầm về cái vấn đề gì. Đằng này ông nói truy tố là truy tố, chứ không nêu lên tất cả những cái lý do. Thì một người ứng cử viên tổng thống, mình có tin tưởng cái điều này không? Như chúng tôi trở lại cái câu nói của ông tổng thống Obama đó, một người ông đặt cái quyền lợi quốc gia, đặt quyền lợi cá nhân ông lên trên quyền lợi của quốc gia, thì làm sao quý vị tin tưởng? Nói ông Trump giỏi hơn bà Harris về cái vấn đề kinh tế, mà anh biết là quý khán giả biết đó, là có 200 nhà kinh tế mà những cái chuyên viên và có những người lãnh đã giải thưởng về kinh tế của Nobel nữa, mà họ đã ký tên họ ủng hộ bà Harris. Họ không lẽ họ chậm hơn mình sao? Cho nên cái điều này đó là những cái người mà đi theo ông Trump hay là họ ông Trump tới một lúc, đặc biệt là người Việt Nam cần phải nhìn thấy cái vấn đề. Một người mà gọi là nói chống Trung Cảm, chỉ nói bằng miệng rồi nói là lên xã hội chủ nghĩa, nhưng mà trong khi đó đi làm ăn với Trung Cảm, biết bao nhiêu cái môn bài của ông Trump khi mà ông trở thành là 2017 ông trở thành tổng thống đó, thì Ivanka và ông có cái thương hiệu cái tên đó được Trung Cảm cho, và rồi ông nhận tiền của những người như chúng tôi nói đó, bà Michelle Steele đó, đưa những người trung cảm mà đã làm trong những cơ quan của chính quyền trung cảm hiện tại, bỏ tiền ra để mà nói là Mỹ đừng có can thiệp ở Biển Đông. Thì không biết là câu hỏi là những người biện hộ lấy lý do là ông Trump là người chống trung cảm, họ giải thích ra sao thưa anh có giải thích giùm cho họ không? Thực ra thì họ cứ nghĩ tại vì chỉ nghe cái lời ông Trump nói thôi, và lời nói thì không đi đôi với việc làm. Ông nói thế này thế nọ, nhưng mà kỳ thực là ông đã làm ăn với Việt Cộng, gia đình ông làm ăn với Trung Cộng, xin lỗi. Và bây giờ thì ông lại sắp sửa làm ăn với Việt Cộng, xây một khách sạn tại Hưng Yên, xây một cái sân golf tại Hưng Yên nữa, như chúng tôi đã trình bày lúc nãy đó, thưa quý vị. Như vậy thì quý vị, những người nào chúng tôi tôn trọng cái sự chọn lựa của quý vị, tôn trọng cái sự ủng hộ quý vị dành cho bất cứ người nào, bất cứ đảng phái nào. Nhưng chúng tôi chỉ xin yêu cầu quý vị, sau khi chúng tôi đưa ra những dự kiện này, và những dự kiện này không phải là anh em chúng tôi tự ý đưa ra, mà đây là những dự kiện đã được kiểm chứng, đã được báo chí đưa ra một cách công khai, chứ không phải là lén lút gì cả. Thì không phải là do chúng tôi xác nhận là chúng tôi không có đưa ra những dự kiện đó. Dù quý vị dựa vào những dự kiện đó để xem xét lại cái sự ủng hộ mình có đặt đúng chỗ hay không, và lá phiếu của quý vị trong tháng 11 sắp tới nên đặt vào một người nào xứng đáng để cho quý vị đặt cái niềm tin vào. Thì thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta thấy ông Donald Trump đã từng chống, nói là chống Trung Cộng, chống lung tung hết, mà đã thì bây giờ làm ăn việc Trung Cộng, rồi đem in Kinh Thánh tại Trung Cộng đem về bán kiếm lời, vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng là như thế nào. Ngoài ra là bây giờ sắp sửa làm ăn với Việt Cộng nữa, và gần đây, trước đây đó, có lần tới Việt Nam, ổng đã cầm cái lá cờ đỏ sao vàng Cộng sản Việt Nam đưa lên, vác cờ vậy vậy. Thì quý vị thấy hình ảnh đó là không thể chấp nhận được. Chúng ta là những người Việt tị nạn Cộng sản thì không thể nào chấp nhận được một người ủng hộ Cộng sản, làm ăn với Cộng sản như vậy được, thưa quý vị. Anh nghe cái câu mà các cụ thường nói là cái ông này lợi dụng tôn giáo buôn thần bán thánh, anh cái câu đó các cụ nghe nói, ví dụ trong Phật giáo và Công giáo khi mà nói chuyện nhân nghĩa lễ nghĩa, nói chuyện đạo đức, nhưng mà trong ruột của mình là toàn là những cái chuyện mà gọi là phản bội, lường gạt dân, dối trá, thì Donald Trump không khác gì hết. Anh thấy dùng thánh kinh mà đi bán. Bây giờ anh bán một món hàng, anh mua một mà anh bán hai là người ta đã phiền trách rồi. Người ta nói lời gì lời vậy là 10% hay là 15% là nhiều, ổng lời tới 2.000%.
thì anh tưởng tượng một người như vậy làm sao đạt cái quyền lợi quốc gia lên trên cái quyền lợi đạt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân của ông. Ông có cá nhân ông là chính, mà không phải bây giờ chúng ta thấy ông Dick Cheney, tức là phó tổng thống thời của ông George W. Bush 2 nhiệm kỳ, mà ông này là cựu bộ trưởng quốc phòng dưới thời của ông Bush cha. Ông đã tuyên bố đó, sở dĩ năm nay bà ông ủng hộ hay là ông kêu gọi những người cộng hòa ủng hộ cho bà Kamala Harris không phải là ủng hộ cá nhân bà Harris, mà ủng hộ cái chính sách của đảng Dân Chủ, cái chính sách bảo vệ cái nền tư pháp của Hoa Kỳ, bảo vệ cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Trump là phá hoại, bằng cớ rõ ràng là ông muốn độc tài, anh thấy không? Ông muốn độc tài cái điều mà chúng ta biết Project 2025 là cái đề án đó. Nếu mà ông Trump ông thắng đó, thì cái điều gì xảy ra? Ông sẽ bỏ bộ giáo dục. Bộ giáo dục là bây giờ trường công lập bỏ để tư lập, để giao lại cho các tiểu bang. Ông còn bộ tư pháp đó, thì nó trực thuộc dưới tòa Bạch Ốc, để cho thấy gì? Một lần nữa ông muốn biến thành độc tài, tức là quốc gia của Hoa Kỳ trở thành độc tài. Nó gần gũi lắm thưa quý vị. Quý vị cứ nghĩ là vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, mà khi những người bạo loạn đã họ bắt ông Mike Pence, ông treo cổ, thì cái điều gì xảy ra? Là ông Trump là tổng tư lệnh của quân đội, ông kêu gọi là thiết quân luật, thì lúc đó là một cái bỏ hiến pháp, thì cái độc tài nó xảy ra dễ dàng chứ không có gì khó khăn ấy. Mình có Hitler ở bên Đức, Hitler cái chính phủ Hitler mà bầu đó cũng theo dân chủ, nhưng mà Hitler khi lên nó thay đổi từ biến từ dân chủ trở thành độc tài rất là nhanh. Cho nên Mỹ này đó cũng Donald Trump cũng là cái người mưu toan, nó cụ thể lắm, mưu toan cho đủ, mà bằng cớ có thể nói rõ ràng là có một cái chính sách muốn trở thành độc tài. Khi mà ông Khang Victor Orbán đó, là người khi bà Harris đó, bà nói cái câu trong cái cuộc tranh luận ngày mùng 10 tháng 9, anh còn nhớ đó. Bà nói là tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, khi gặp các lãnh đạo trên thế giới, lãnh đạo thế giới họ chế nhạo ông, tức là nói về ông Trump đó, tức là cái điều này đối với ông Trump đó, là ông tự ái cá nhân lớn lắm. Ông không biết phản ứng ra sao, ông không không tôi còn có Viktor Orbán rất là kích động tôi. Thấy không? Chỉ Viktor Orbán là quốc gia Hungary, là quốc gia nhỏ thôi, mà ông này cũng là mưu toan đi tới cái độc tài. Ông thân thiện với Putin, thân thiện với Tập Cận Bình và đã từng tới Mar-a-Lago 2 lần đó thưa anh. Thân sở dĩ mà ông Donald Trump gần đây tuyên bố nhiều câu mà phải nói là sai hoàn toàn, như là CNN đã ghi nhận đó. Chỉ trong 2 cuộc nói chuyện tại tiểu bang Pennsylvania thôi mà ông đã nói dối ít nhất là nói sai ít nhất là 40 lần. Sở dĩ như vậy là vì thưa quý vị, ai cũng thấy là gần đây trong những cuộc thăm dò gần đây, mặc dầu những cuộc thăm dò, kết quả của thăm dò này không phải là kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, nhưng mà nó cũng có cái chiều hướng cho thấy sự ủng hộ của cử tri cũng như dân chúng dành cho ai rồi. Thì sau các cuộc thăm dò như vậy đó, thì chúng ta thấy một cái điểm mà chúng tôi muốn nêu lên đây á, là thưa quý vị, về cái số gọi là quỹ ngân quỹ mà gây quỹ được đó, thì chỉ trong 2 tháng vận động tranh cử kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui, thì thưa quý vị, ứng cử viên Kamala Harris đã gây quỹ được trên 1 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị. Trong khi đó thì cựu tổng thống Donald Trump chỉ gây quỹ được 309 triệu Mỹ kim tính cho đến cuối tháng 8 mà thôi. Thì dựa vào cái số gây quỹ được là cho thấy là cái số sự ủng hộ của mà dân chúng hoặc là các nhà mạnh thường quân dành cho ai. Và theo cuộc thăm dò của Pew Research Center được công bố hôm qua, thì thưa quý vị, bà Harris đã dẫn trước ông Trump chỉ 1 điểm thôi trên toàn quốc, không không hơn 25 ngày trước cuộc bầu cử, với tỷ lệ là 48 trên 47% trong số các cử tri đã ghi danh đi bầu. Mà thưa quý vị, cái bản thăm dò đó là bản thăm dò mới nhất, thì vẫn theo bản thăm dò này là có 36% cho biết bà Harris sẽ là một vị tổng thống tốt, trong khi có 48% cử tri cho rằng ông Trump sẽ là vị tổng tư lệnh tệ hại. Và bản thăm dò khác nữa của The Hill Decision Desk HQ cho biết trên toàn quốc thì bà Harris dẫn trước ông Trump 2.9% theo tỷ số 49.7% trên 46%.
Mặt khác thì ban vận động tranh cử của bà Harris cho biết là bà đã chấp nhận tham dự cuộc họp tại tòa thị chính do CNN ở Pennsylvania đề ra vào ngày 23 tháng 10, nhưng ông Trump chưa chấp nhận. Chúng ta đã biết là ông Trump từ chối cuộc tranh luận lần thứ hai với bà Harris trước đây, mặc dầu bên phía Cộng hòa cũng khuyến khích ông chấp nhận cuộc tranh luận, và bà Harris cũng đã thách thức ông nhưng mà ông từ chối. Và mặt khác thì nói về cái chính sách kế hoạch kinh tế của ông Donald Trump, thì thưa quý vị, theo hai cuộc phân tích của báo chí đó, thì kế hoạch kinh tế của ông Trump có thể gia tăng quốc trái và gia tăng giá cả cho dân chúng tiêu thụ. Thưa quý vị, đó là những cái nhận xét về những cuộc thăm dò giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris vừa qua. Nên Hoàng Bách có gì bổ túc thêm không ạ? Dạ vâng, chúng tôi vừa đưa cái hình đó là hình đại diện của công ty của ông Donald Trump tới Hưng Yên để mà ký cái hợp đồng về lập cái sân golf cũng như là cái khách sạn của Trump Tower đó ở bên đó đó thưa anh. Thì chúng tôi trở lại cái vấn đề trong những ngày vừa qua thì chúng ta biết là những cái lời tuyên bố của ông Trump đó thì nó trái ngược và những lời đó không có dữ kiện, và tổng thống Joe Biden ông nói là đây là những lời tuyên bố dối trá mà càng ngày là càng dối trá hơn nữa. Nếu mà ông nói là cuộc tranh luận của ông với bà Harris á, vào ngày mùng 10 tháng 9 á, ông thắng cuộc thì tại sao ông không tiếp tục tranh luận tiếp? Bởi vì sau đó đó đài đã mời, đặc biệt là vào ngày 23 tháng 10 này, họ mời trên đài CNN, họ mời lần lần nữa đó, thì ông Trump từ chối, mặc dù có ủy ban vận động tranh cử cũng như các cố vấn trong đảng Cộng hòa họ đề nghị là ông Trump nên trở lại tranh luận. Bởi vì họ lý luận như thế này, họ cái mặc dù là bà Harris có hơn ông trong cái cuộc tranh luận, nhưng mà có số điểm bà Harris với ông Trump hiện tại đó đoan nghĩa là chênh lệch chỉ vài ba điểm trở lại thôi. Thì nếu ông tranh luận lần nữa đó, ông thắng cử thì cũng giải vong, nhưng mà Trump không dám, bởi vì ông cũng biết cái sức của ông. Gần càng ngày gần đây đó, thì thấy ông tuyên bố đó nó hơi trái ngược với những điều mới thực tế, và ông dùng những lời lẽ có tính cách mạ lị nhiều hơn. Ví dụ như ông nói là bà Kamala Harris mà đảng Dân Chủ đề nghị ra tranh cử đó là vì bà là vì chủng tộc chứ không có đặt quyền lợi quốc gia lên trên. Thành những cái lời tuyên bố đó càng ngày càng sĩ vã. Và anh thấy là ông nói là nếu ông trở thành tổng thống đó thì ông đuổi hết người Houthi, hoặc là kể ra ông nói là ở nơi nào mà những ai mà đã bỏ phiếu chống bài Do Thái đó thì chúng tôi sẽ trục xuất hết. Cái nước Mỹ này đó muốn trục xuất nó phải qua những cái thủ tục, những bộ tư pháp, nó phải không phải đơn giản. Mà ông Trump thì hăm dọa, ông Trump ông nói ai mà truy tố ông trước đây đó thì ông sẽ trả đũa. Ví dụ như Google anh nhớ không, rồi Google hay Facebook gọi Zuckerberg đó, ông cũng điện ông nói là lên ông truy tố mà bị hình sự những người này. Mà Google là tại sao ông truy tố, nói chuyện nó rất là vô lý. Ông nói Google nếu đánh bà Kamala Harris vào ở trong Google để tìm về cái tiểu sử của bà Harris á, thì thấy toàn là nói chuyện tốt rồi. Mà đánh Donald Trump vào đó thì thấy Trump năm toàn là chuyện dối trá, chuyện bị án hình sự đủ thứ á, thì không có lửa làm sao có khói. Ông là cái người đã bị truy tố ở hình sự ở Manhattan và đã có 34 cái cáo trạng coi như là hình sự rồi đó, chính thức mà đại hình đó, tòa là chưa quyên tuyên cái khung hình bản án thôi. Cũng như anh vừa tuyên bố là bà Harris đã nhận chức cầm trao lại ông Biden giao lại là ngày 21 tháng 7. Chỉ bây giờ thì bữa nay là ngày 11 rồi, coi như là chưa được 3 tháng, còn 10 ngày nữa là được 3 tháng mà bà đã quyên góp hơn 1 tỷ đô la. Mà tính tháng 9 đó, ngày tháng 10 chưa tính đó, người ta cho rằng là trong lịch sử của nước Mỹ đây là người ứng cử viên tổng thống quyên góp được nhiều tiền nhất. Chưa tới đủ, những vị khác thì cũng có đồng 1 tỷ, nhưng mà gần hoàn tất bầu cử rồi thì họ mới tới cái số tiền là 1 tỷ đô la. Trong khi đó bà Harris chỉ có gần 3 tháng mà quyên góp gần 1 tỷ đô la. Mà anh thấy những người tỷ phú mà cho tiền đó là họ cũng cân nhắc lắm. Họ nghĩ là cái ứng viên này là có lợi cho quốc gia, đem lại sự lợi ích cho kinh tế, đặc biệt là trên trường quốc tế. Nhưng mà
ông Trump đó, thì tại sao ông phải đặt cái câu hỏi là tại sao ông quyên góp rất là khó khăn mà càng ngày thì người ta còn xa lánh ông, hay là những cái lời tuyên bố của ông trái ngược với những cái điều đạo đức, trái ngược lại với tư pháp, bộ tư pháp của Hoa Kỳ, bởi vì muốn truy tố ai đó đâu phải là anh muốn dễ dàng ấy. Như Google anh muốn truy tố là truy tố sao, nó phải có bằng cớ dựa vào yếu tố và nào, cũng như là anh vừa nhắc đó là ông đòi lấy giấy phép của CBS, mà giấy phép nó trở ngại cái gì, nó sai ở chỗ nào, nó là ông chỉ chụp mũ người ta là đài CBS đã chỉnh sửa cho edit lại những cái chương trình đó thôi, chứ ông nói mà cũng không có bằng cớ. Thì ông Trump bây giờ tới cái lúc mà là ông không kiểm soát được, ông nó ăn nói lung tung, và chính vì cái yếu tố này mà chúng ta thấy cái cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vô cùng quan trọng, nó là cái lằn ranh giữa dân chủ và độc tài. Anh nghĩ sao về vấn đề này, và xin anh kết thúc chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, thì như chúng tôi đã thưa lúc nãy là chúng tôi tôn trọng những cái sự ủng hộ của quý vị dành cho bất cứ cá nhân hay đảng phái nào, nhưng mà chúng ta cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ, đảng phái nào thì của nước Mỹ thì cũng phục vụ quyền lợi nước Mỹ thôi, riêng cá nhân thì thưa quý vị, có cá nhân đặt quyền lợi của cá nhân lên trên quyền lợi của đất nước, có cá nhân thì tôn trọng quyền lợi đất nước, thì thưa quý vị cũng cân nhắc cho kỹ như chúng tôi ghi nhận đó. Chúng tôi xin phép lặp lại lần nữa là tất cả những gì chúng tôi đưa ra là những dữ kiện mà báo chí họ loan tin một cách công khai, ai cũng có thể đọc được hết, cho nên là không phải của anh em chúng tôi vì cảm tình hay là ghét bỏ ông Donald Trump, cảm tình với bà Harris chẳng hạn mà đưa ra. Đó là không phải chúng tôi làm truyền thông, thì đương nhiên phải giữ tinh thần vô tư và đưa lên những dữ kiện đó để quý vị tùy nghi mà xét lại những cái sự ủng hộ của mình dành cho ai cho xứng đáng vào kỳ 5 tháng 11 sắp tới. Và thưa quý vị, rất là quan trọng, cho nên gần nhất là những cái chuyện mà quý vị thấy rõ ông Donald Trump đã làm ăn với Trung Cộng như thế nào, và gần đây sắp tới sẽ làm ăn với Việt Cộng như thế nào. Đó là cái điều mà chúng ta đã lên án từ trước nay, với tư cách là một người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta không thể nào chấp nhận bất cứ ai làm ăn với cộng sản, đứng về phía cộng sản, dù là cộng sản Trung Hoa hay là cộng sản Việt Nam, chúng ta là chống cộng là tuyệt để là như vậy. Thì chúng tôi cũng tha thiết mong quý vị hãy xem xét lại, nếu quý vị có ủng hộ ứng cử viên nào thì quý vị hãy xem xét xem những cái gì họ đã làm, những cái gì họ đã tuyên bố nó có đúng hay không, vân vân, và chúng ta để dành cái lá phiếu xứng đáng cho người nào mà chúng ta nghĩ rằng phục vụ cho quyền lợi của đất nước, trong đó có quyền lợi của cộng đồng người Việt chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi anh em chúng tôi tới đây. Vâng, trước khi khép lại chương trình này, anh xin phép anh cho chúng tôi nói, anh vừa nói cái danh từ chống cộng đó, chúng tôi thấy là những người mà nhân danh là mình là người yêu nước, đấu tranh cho dân tự chủ đó, chỉ là một cái chiêu bài mị dân thôi. Chúng tôi đơn cử ví dụ như Nguyễn Văn Khanh, anh này đó, lúc nào anh cũng nói là dân chủ, nhưng mà cái cách của anh tuyên truyền cho Trump đó là bạn bè chúng tôi uống cà phê nói như thế này, nói như thế kia, nền kinh tế như thế này, mà anh biết là nền kinh tế hiện tại là rất là tốt. Cái lạm phát đó bây giờ còn đâu có 2.2, lạm phát còn 2.5. Và cái công ăn việc làm trong tháng 9 vừa qua đó là có 254.000 công ăn việc làm. Đây mà thị trường chứng khoán thì rất tốt, trong khi đó ông Trump á, thì tuyên bố là nền kinh tế mà Joe Biden mà nắm nền kinh tế là sụp đổ rồi, nước Mỹ sẽ xã hội chủ nghĩa, sẽ một tổng thống gọi là thảm hại, vân vân và vân vân. Thì anh thấy là những cái người mà đặc biệt chúng tôi muốn nói tới những người Việt Nam, ví dụ như là những ông ví dụ như là Nguyễn Bá Tùng, Đỗ Như Điện, Nguyễn Bá Tùng, hay là Nguyễn Văn Khanh, Hoàng Đức Nhã, rồi Nguyễn Lý Tưởng, là trước đây là cựu dân biểu, là gọi là nhân danh thế này thế kia, mà tuyên bố bây giờ viết những cái bài như là Trần Phong Vũ đã từng là Việt Nam thân tân xã, mà bây giờ tuyên truyền cho Trump, anh thấy không? Gần đây thì có những bài viết của Vũ Linh nữa, dựa vào những yếu tố ngụy tạo hay là không có xứng đáng để mà viết những cái bài đó, mà vẫn viết cái bài tuyên truyền, rồi những người không có khả năng viết đó, thì lại dùng những cái bài này tán phát trong diễn đàn. Chúng ta thấy đây là những người là ngụy quân tử nữa, mà những người này rất là nguy hiểm. Họ dùng cái chiêu bài là chống cộng, nhưng mà chỉ là một cái chiêu bài thôi, bởi vì đấu tranh cho dân chủ đó, anh phải là cái người mà ủng hộ dân chủ, một người mà gọi là đang vận động tranh cử đi bán đồng hồ, bán thánh kinh, đi bán giày, bán nước hoa, bán đủ thứ. À, thì nếu vợ con mà họ cần họ cũng bán luôn đó anh.
đó là Donald Trump, rồi anh nói là một người nhân danh là muốn muốn nước Mỹ sẽ là người Mỹ trắng, cũng như là muốn nước Mỹ sẽ trở lại làm cơ đốc giáo là cơ đạo chính đó. Mà trong khi mình có vợ rồi mà đi ngoại tình thì không ai nói gì hết, mà gọi là mượn thánh kinh hay là chỉ là một cái chiêu bài. Đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình, bởi vì cái cuộc bầu cử này rất là quan trọng. Mong quý vị xét và nhìn thấy cái vấn đề mình bỏ phiếu là bỏ phiếu để cho cái nền dân chủ trong tương lai cho con cháu của chúng ta, chứ không phải bây giờ. Quý vị lớn tuổi rồi, con cháu của quý vị mà để lại những cái di sản gì mà con cháu nó còn thích trạng, chứ nói ông ơi ông nội hay là bố không biết gì hết đi ủng hộ một cái ông mà độc tài ăn gian nói dối thì con cháu nó sẽ cười anh. Đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn anh Đỗ Hồng Anh đã đóng góp trong chương trình này. Mời anh. Cảm ơn anh Hoàng Bách đã cho chúng tôi cơ hội để mà hậu chuyện cùng quý khán thính giả, và xin kính chúc cho tất cả quý vị trong những ngày tháng sắp tới được bình yên hạnh phúc cùng gia đình và người thân bằng hữu, và xin kính chúc cho gia đình Hoàng Bách cũng được như vậy, và xin hẹn gặp lại cùng quý vị trong tuần tới. Xin kính chào.